Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao động. Thưa quý vị, mới đây, sau khi chấp nhận bản án 3 năm tù không kháng cáo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ bồi thường thiệt hại từ 300 đến 500 tỷ đồng xung công quỹ nhưng lại không đưa ra được tài liệu chứng minh thiệt hại. Vậy căn cứ nào để bà Phương Hằng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng? Mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây. Ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo luật sư 46 tuổi quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 7 và Trần Văn Sĩ, luật sư 66 tuổi quê Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thông tin đáng chú ý, do bà Hàn Ni và ông Sĩ đã xúc phạm danh dự nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế công ty Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện hàng hữu rất nặng nề, nên bà Phương Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300-500 tỷ đồng để sung vào công quỹ của nhà nước. Dù vậy, đến nay, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong các vụ án hình sự, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của bị cáo gây ra. Thiệt hại có thể là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Đường sự có quyền đưa ra yêu cầu mức bồi thường nhưng cũng có nghĩa vụ phải chứng minh bằng các chứng cứ là yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp. Đối với thiệt hại về vật chất, phải chứng minh có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản làm cho tài sản bị mất, bị hư hỏng, làm giảm sút giá trị. Phải có chứng cứ để chứng minh có thiệt hại về tài sản xảy ra và thiệt hại đó có nguyên nhân trực tiếp từ lỗi của người phạm tội. Giữa hành vi phạm tội và hậu quả thiệt hại có mối quan hệ nhân quả với nhau thì mới có căn cứ để yêu cầu bồi thường theo nhận định của luật sư cường những thiệt hại về tài sản là những thiệt hại đối với những tài sản bị hủy hoại bị làm hư hỏng đối với những thiệt hại như cơ hội đầu tư cơ hội kinh doanh lợi nhuận có thể thu được trong hoạt động kinh doanh thì rất khó có thể chứng minh mức độ thiệt hại là bao nhiêu và đặc biệt là khó chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nếu không chứng minh được những thiệt hại về tài sản hoặc không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo đối với những hậu quả thiệt hại về tài sản thì tòa án sẽ không chấp nhận. Đối với thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được, tòa án sẽ quyết định không quá 10 tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng, 10 tháng lương là khoảng 18 triệu đồng. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật dân sự 2015, luật khác có liên quan, quy định khác. Theo nghị quyết 69 năm 2022 của Quốc hội khóa 15, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng. Điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015 về thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm. Cụ thể, thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định, Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Điều 9 nghị quyết số 02 năm 2022 của Chính phủ Việc xác định thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm thực hiện theo quy định tại điều 592 của Bộ luật dân sự. Cụ thể, chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại bao gồm chi phí cần thiết cho việc thu hồi, xóa bỏ vật phẩm, ấn phẩm, dữ liệu có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người bị thiệt hại, chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ nếu có, theo giá trung bình ở địa phương nơi người bị thiệt hại chi trả để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại nếu có. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được xác định như sau: Trước khi danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm mà người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế khắc phục thiệt hại nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó. Việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị quyết này. Theo đó, thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm được xác định như sau: chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công thì được xác định theo mức tiền lương, tiền công trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút. Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 3 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra. Trường hợp không xác định được 3 tháng lương liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra thì căn cứ vào thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là một ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho một ngày bị thiệt hại. Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là một tháng lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định chia cho 26 ngày. Luật sư Cường nêu ý kiến, vụ án này người liên quan đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại đặc biệt lớn, cùng với yêu cầu này phải có những chứng cứ đầy đủ, hợp lệ thì tòa án mới xem xét và rất khó để có căn cứ chấp nhận một số tiền bồi thường lớn như vậy. Việc bồi thường bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật trên cơ sở các chứng cứ mà đương sự có thể cung cấp xuất trình trong quá trình giải quyết vụ án. Trước đó, tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm Nhà báo Hàn Ni được trích xuất đến tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, bà Đặng Thị Hàn Ni phản bác cáo trạng, tiếp tục tố ông Huỳnh Uy Dũng, tức chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 21 tháng 9, trình bày tại tòa, bà Đặng Thị Hàn Ni cho hay, cáo trạng đã nêu chưa đầy đủ, chưa nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, bà Hàn Ni nói, ông Dũng đã nhiều lần ngồi chung livestream với vợ mình là bị cáo Nguyễn Phương Hằng và có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Bà Đặng Thị Hàn Ni dẫn lại câu nói được cho là ông Huỳnh Uy Dũng có liên quan đến việc giúp sức cho bị cáo Hằng. Tôi ủng hộ vợ tôi đi khiếu nại và tôi khiếu nại tới cùng. Nếu bán một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà để khiếu nại. Cũng theo bà Hàn Ni, bà Hằng nhiều lần làm nhục bà, dù rằng bản thân bà không biết bà Hằng là ai và tự dưng bị người này nói xấu. Bà Hằng Ni trình bày, nói thật chứ giờ gặp bà Hằng tôi mới biết mặt, không biết truy tố có nhầm bà Hằng mà tôi tố cáo không. Bà Hằng Ni nói với hội đồng xét xử, bà Hằng còn có hành vi vu khống tôi khi nói tôi là bồ ông Tất Thành Cang, người đang thi hành án tù trong một vụ án khác. Tự dưng tôi bị chửi, tôi nói lại thì cho rằng vi phạm. Khi trả lời hội đồng xét xử về các yêu cầu liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, bà Hàn Ni nói bà không yêu cầu bồi thường về tinh thần vì tiền không bù đắp được. Mặt khác, theo bà Hàn Ni thì không có quy định nào về bồi thường tinh thần nên không yêu cầu bà Hằng bồi thường tổn thất về tinh thần. Về thiệt hại vật chất, bà Hàn Ni nói rằng quy định khoảng 10 tháng lương cơ bản hơn 15 triệu đồng nhỏ xa với tổn thất thực tế mà bà phải gánh chịu. Đó cũng là lý do bà không yêu cầu luôn phần bồi thường này. Dù không yêu cầu bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần, nhưng bà Hàn Ni lại yêu cầu hội đồng xét xử nhập vụ án của bà với vụ án hiện tại lại. Theo bà Ni, việc tách hai vụ án có lợi cho bà Hằng và đồng phạm, trong khi bà chỉ là người bị bà Hằng chửi trước, bà chỉ nói lại. Trong khi luật sư đại diện quyền lợi và pháp lý của ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị khởi tố bị cáo Nguyễn Phương Hằng thêm hai tội là làm nhục người khác và vu khống vì tại phiên tòa phát hiện có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng Thủy Tiên công vinh cho biết, trước phiên tòa này, vợ chồng Thủy Tiên đã có đơn tách một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại. Cụ thể là công vinh Thủy Tiên yêu cầu bị cáo Hằng bồi thường 2,3 tỷ đồng. Đối với ông Nguyễn Đình Kim, khai tham gia livestream hai buổi với bị cáo Hằng vì là ông đang bảo vệ cho các bị hại trong vụ việc ông Võ Hoàng Yên xảy ra tại Bình Thuận nên tham gia chung với bị cáo Hằng là để khuyến cáo mọi người không nên chữa bệnh theo phương pháp của ông Yên. Tại phiên tòa, bà Hằng thừa nhận thực hiện 57 buổi live stream có nội dung vi phạm, xúc phạm người khác như cáo trạng truy tố. Bà nói: nhưng trước khi là bị cáo, tôi là bị hại. Một mình tôi bị rất nhiều người tấn công nên bức xúc, kích động và phản ứng lại một cách tiêu cực. Bà Hằng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội livestream phát ngôn mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Vi Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển. Trả lời tòa, bà Hằng cho biết lấy các thông tin trên mạng và một số bài báo có nội dung kiểm chứng, có nội dung không? Bà Hằng phân trần, thực ra ban đầu bị cáo không biết mình vi phạm, khi công an thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc cũng không nói bị cáo vi phạm luật an ninh mạng. Bị cáo thấy trên mạng nhiều người mắng nhiếc nhau thì không bị gì nên có phần chủ quan. Về việc có sự tham gia của bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh trong 11 buổi, bà Hằng giải thích, lúc đó anh Quân nói cũng mất lòng với nhà báo Hàn Ni về một số điều nên muốn bày tỏ quan điểm, Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng khai, ông biết vợ tổ chức các buổi livestream nhưng thời điểm đó cả hai ít sống chung vì ông bận nhiều việc trên nhà máy. Bà Hằng nói anh Dũng có can ngăn nhưng bị cáo không nghe vì nghĩ mình không làm gì sai hết. Trả lời hội đồng xét xử sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói những hành vi của bà Hằng đã gây tổn thất tinh thần rất lớn đối với ông. Trước phiên tòa, ông đòi bà Hằng bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ nói, danh dự hơn 20 năm tôi xây dựng với công chúng bị trà đạp, Đến bây giờ vẫn còn có những người vào trang cá nhân chửi tôi là ăn chặn từ thiện. Tôi sẵn sàng bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, tài chính, chỉ cần bà Hằng trực tiếp xin lỗi tôi tại tòa, trên truyền thông. Tương tự, ca sĩ Viu Anh cho biết những điều bà Hằng nói về mình là thiếu căn cứ, không đúng, gây thiệt hại rất lớn về tinh thần, sức khỏe, ảnh hưởng đến con cái và gia đình. Cô nói, tôi thấy rằng xử lý hình sự bà Hằng là lời cảnh tỉnh, ai cũng có lần sai, chỉ cần nhận thức và biết thay đổi mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và các bị cáo. Tôi không có yêu cầu bồi thường, nếu được thì hãy trả lại danh dự cho tôi bằng một lời xin lỗi. Được tòa hỏi ý kiến, bà Hằng ngập ngừng trong vài giây rồi nói. Bị cáo năm nay đã 53 tuổi, chẳng lẽ bị cáo phải đưa ra những tin nhắn bị người khác xúc phạm cho tòa xem thì tòa mới biết bị cáo bị tổn thương đến mức nào. Một lời xin lỗi không thành vấn đề, nhưng bị cáo cũng bị xúc phạm rất nhiều. Cho bị cáo suy nghĩ thêm chút. Thực sự ra thì mới đầu bị cáo không? Bị cáo mấy người, mấy người tấn công bị cáo, nên bị cáo không được nên bị cáo đã phản theo kiểu cực như vậy. Phiên tòa sau đó chuyển qua phần thẩm vấn của viện kiểm sát với bị cáo quân. Một lúc sau quay trở lại với bà Hằng, chủ tọa hỏi có hay không đồng ý xin lỗi những người liên quan tại tòa. Bà Hằng nghẹn giọng nói Đến nay bị cáo đã bị tạm giam gần 18 tháng, bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt, một lời xin lỗi không là gì nhưng bị cáo cũng đã bị xúc phạm nhiều nên không thể xin lỗi. Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam sau đó cho biết chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cho biết thân chủ rút một phần yêu cầu, hiện chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất là 2,3 tỷ đồng và tổn thất tinh thần là 14,9 triệu. Đối với các khoản thiệt hại khác, vợ chồng ca sĩ tách ra để kiện trong vụ án dân sự khác. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 22 tháng 9, liệu sẽ có bản án nào được tuyên với các bị cáo trong vụ việc. Những diễn biến mới nhất liên quan đến phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị trong những video tiếp theo. Đến bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.